Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã đến với Trixop. Với những dịp Tết Nguyên Đán như này thì chắc chắn anh em chúng ta ai ai cũng quan tâm về cái việc làm đẹp cho bản thân rồi đúng không? Và tất nhiên cái việc mà chúng ta anh em làm tóc cũng như là lựa chọn một số sản phẩm để sử dụng cho cái mùa Tết hiện tại thì cũng sẽ hỗ trợ anh em rất nhiều trong việc tìm kiếm được cái sự tự tin, cũng như là đâu đó thì trong những cái ngày Tết sắp tới chúng ta sẽ được xuất hiện với hình ảnh đẹp nhất mà chúng ta có. Và tất nhiên rồi, hôm nay mình sẽ điểm qua một vài cách làm đẹp cũng như là một vài các sản phẩm để mọi người có thể lựa chọn cho cái mùa Tết nhá. Một trong những cái lựa chọn đầu tiên mà anh em chúng ta thường hay nghĩ đến đó chính là việc đi làm hóa chất, đi uốn tóc, đi nhuộm tóc, đi tẩy tóc. Thì thường uốn là thì hiện tại chúng ta đã có rất nhiều kiểu uốn rồi, không phải như ngày xưa chúng ta chỉ có mỗi uốn xoăn xong rồi uốn xù, bây giờ thì hiện tại chúng ta uốn ruffle này, uốn medusa, đủ các thể loại uốn khác nhau. Nhưng ở hiện tại thì mình đang thấy nếu mà các bạn là một người có cái phong thái năng động trẻ trung ấy thì một trong những kiểu uốn mình cực kỳ recommend cho các bạn đó chính là kiểu uốn perm lock. Đây cũng là một trong những kiểu uốn mà bản thân mình thấy nó vô cùng năng động trẻ trung và tạo được cho chúng ta một cái outlook nhìn có ấn tượng rất lớn. Tiếp theo đó thì chúng ta vẫn có thể tham khảo những kiểu tóc uốn đơn giản như uốn chữ S, uốn chữ C hoặc là những cái kiểu uốn phồng đơn giản thôi cũng sẽ cực kỳ hiệu quả ở trong mùa Tết này. Và ngoài ra thì nhuộm tóc cũng là một trong những phương pháp làm đẹp các bạn nên đánh giá làm sao, bởi vì nếu các bạn là một người có cá tính mạnh mẽ trẻ trung thì cái việc chúng ta lựa chọn một màu nhuộm tẩy thì sẽ là một trong những cái cách để nói lên cái tính cách của chúng ta rất dễ. Bên cạnh đó, cái việc tạo ấn tượng mạnh với những người xung quanh khi mà nhìn vào chúng ta cũng sẽ là một trong những điểm cộng rất lớn dành cho cái kiểu này. Các bạn hoàn toàn có thể chọn những cái màu sắc nó phù hợp với cái trend ở thời điểm hiện tại, từ trước đến nay vẫn luôn luôn là xám khói rồi khói tím, tất cả tổng hợp các màu khói này. Bên cạnh đó thì gần đây chúng ta sẽ có thêm các tông màu như là màu trà sữa này, rồi màu blue này, rồi rất nhiều cái tông màu để chúng ta có thể lựa chọn và nói lên cái tính cách của chúng ta ở thời điểm hiện tại. Và ngoài ra, nếu mà các bạn muốn những cái sự thay đổi nó nhẹ nhàng thoải mái thôi thì mình nghĩ một trong những cái option cực kỳ hợp lý ở thời điểm hiện tại đó chính là các bạn nhuộm những cái màu nó nhẹ nhàng thoải mái, ví dụ kiểu nước hoa rẻ này, nâu sô cô la này, một chút nâu tây cũng không quá phá cách đâu. Bên cạnh đó thì các bạn cũng có thể tham khảo qua những cái màu kiểu violet ấy thì cũng sẽ làm cho chúng ta có một sự đổi mới nhất định ở cái outlook của chúng ta. Và chắc chắn rồi, mỗi khi làm hóa chất thì một sản phẩm đi kèm cũng sẽ hỗ trợ chúng ta rất nhiều. Ở trong trường hợp này thì mình nghĩ các bạn nên sắm sửa cho bản thân mình một sản phẩm tinh dầu để nó đâu đó tìm lại được cái sự mượt mà, cái sự thoải mái cho mái tóc. Bên cạnh đó thì một sản phẩm tạo kiểu cũng khá là quan trọng ở thời điểm này. Một sản phẩm tạo kiểu khi mà các bạn tác động hóa chất lên mái tóc rồi nên là một sản phẩm tạo kiểu có độ ẩm nhẹ. Có độ ẩm nhẹ thôi. Và tất nhiên tùy vào cái quá trình làm đẹp các bạn tác động nhiều hóa chất, ít hóa chất thì chúng ta có thể chọn các một sản phẩm có độ ẩm khác nhau. Ví dụ các bạn chỉ sử dụng cái phương pháp uốn này cũng như là nhuộm màu cơ bản thôi thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng sản phẩm một cách thoải mái. Và nếu các bạn là một người không có kinh tế quá lớn ấy thì chúng ta có sản phẩm Stronghold ở đây. Đây là một sản phẩm đến từ Việt Nam và mình cực kỳ recommend sản phẩm này dành cho những bạn nào đã vừa uốn tóc xong hoặc là chúng ta vừa nhuộm sơ xong thôi thì đây sẽ là một trong những sản phẩm khá tốt ở thời hiện tại. Bên cạnh đó thì chúng ta không thể nào không nhắc đến cặp đôi của Kevin Murphy được đúng không? Đây là một cặp đôi gần như là chúng ta có thể sử dụng được hoàn toàn cho mọi loại tóc khác nhau. Tất nhiên tùy độ dài chúng ta sẽ có các cái option lựa chọn khác nhau. Ví dụ tóc các bạn có độ dài khoảng tầm dưới 13 cm thì đây, Kevin Murphy Root Rider sẽ là một lựa chọn làm các bạn cực kỳ hài lòng. Còn đối với tóc những bạn nào quá dài mà chúng ta cần thêm một chút độ ẩm ấy thì Kevin Murphy Root Rider cũng sẽ là một trong những cái lựa chọn các bạn nên lưu tâm. Còn nếu các bạn sử dụng những phương pháp hóa chất nó nặng nề một xíu hơn giống như kiểu các bạn đang tẩy tóc ấy thì mình recommend các bạn nên sử dụng những sản phẩm ở dạng balm thôi, nó sẽ nhẹ nhàng thoải mái tạo độ ẩm cho mái tóc. Một sản phẩm dạo gần đây mình mới sử dụng trên nền tóc tẩy và mình thấy khá ưng với sản phẩm đó chính là đây. Chúng ta sẽ có Cerebral Loyal. Đây là một sản phẩm styling balm mà mình đánh giá khá cao ở thời hiện tại, đặc biệt là dành cho những bạn nào có mái tóc tẩy và bị khô sơ ấy thì sản phẩm này sẽ hỗ trợ các bạn rất nhiều trong việc tìm lại độ mượt mà cũng như là tạo kiểu được cho mái tóc của chúng ta. Bên cạnh đó thì vẫn là hai cái option cao cấp, chúng ta vẫn sẽ có Morit và vẫn sẽ có Patrick, cũng sẽ xử lý rất tốt những cái mái tóc như thế này. Và đó là lời khuyên của bản thân mình dành cho các bạn. Nếu mà các bạn đang sử dụng các cái quá trình làm đẹp bằng hóa chất ví dụ như uốn, tẩy, nhuộm thì đó các bạn có thể tham khảo một vài cái sản phẩm như thế. Còn nếu các bạn muốn tư vấn cũng như là muốn tham khảo kỹ hơn giúp các bạn có thể lựa chọn một sản phẩm kỹ hơn thì các bạn hãy nhớ nhắn tin đến fanpage của Trixop để chúng tôi có thể được trực tiếp tư vấn cho các bạn nhé.